mời Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2022. Chùa Hội Thánh Đức cùng chính quyền địa phương trao tiền hỗ trợ hàng tháng cho bộ hoàn cảnh về đây. Bà Thao giáo chủ Minh Đức hỗ trợ là 300.000 lần thứ 23. Và cụ Ngơ giáo chủ Minh Đức hỗ trợ là 200.000 lần thứ 23. Và chủ trí giáo chủ Minh Đức hỗ trợ 300.000 lần thứ 23. Và cô Mừng giáo chủ Minh Đức hỗ trợ 200.000 lần thứ 23. Thì cô cũng xin đại diện cho bộ hoàn cảnh cảm ơn chủ Minh Đức rất là nhiều. Chúc chủ và gia đình luôn luôn dồi dào sức khỏe, an lạc hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn Đức đưa cho ông xã ba thằng đi giải phóng. Thay mặt cho chính quyền địa phương xin cảm ơn sự quan tâm của bà thượng quân, chúc các bạn thượng quân sức khỏe và sức sống. Cảm ơn.